Chào các bạn, hôm nay tôi có mua được con cá chẽm nè các bạn. Con cá này gần 1 kg đó các bạn. Nhưng mà tôi làm món cá chẽm chân tương, tôi sẽ bỏ cái đầu với đuôi này qua bên đây các bạn. Cái này mình để nấu canh ngót ăn hay gì đi. Thành ra tôi chưng với tàu hũ non đó thì tôi chỉ lấy hai cái khúc giữa thịt này thôi. Cá chẽm tươi quá các bạn ơi. Cái thịt nó trong lắm nè. Đó, tôi mới mua chợ Thiết về mà bữa nay đi chợ căng thẳng lắm các bạn ơi. Khai báo y tế rồi sát trùng rồi đo thân nhiệt được các cái mới vô chợ được các bạn. Thành ra tôi cũng mua đồ ăn nhiều lắm, tôi nhét trong tủ lạnh á. Bữa nay tôi chia sẻ món này thôi. Thì ngoài ra thì để làm món này tôi có hai cây tàu hũ này. Cái này là tàu hũ non đó các bạn. Chân cá chẽm, chân tàu hũ non á, phải mua cái loại tàu hũ cây, hiệu nào cũng được nhưng mà phải là tàu hũ cây như vậy nó mới ngon. Còn tàu hũ miếng vuông vuông đó thì nó không có được ngon bằng cái loại tàu hũ cây này các bạn ơi. Rồi tôi cũng có cà chua nè. Rồi tôi cũng có hành lá với đầy cần. Rồi chân cái món cá chẽm chân tàu hũ này là phải có cái cần nha các bạn. Hành có thể không có cũng được nhưng mà phải có cái cần này ha. Đó, bây giờ tôi đi rửa cá đi ướp các bạn ơi, chỉ sử dụng hai khứa cá thịt này thôi. Mình đã sơ chế ra rồi nè các bạn. Tàu hũ cà này, tàu hũ non mình xắt hai cây tàu hũ nó ra được nhiêu nè các bạn. Rồi cần rồi mình xắt ra sẵn rồi. Còn cá này á, sau khi mình cạo rửa sạch rồi các bạn, mình đã ướp vào đây một chút muối với một chút bột ngọt tiêu để cho cái cá này nó thấm một chút. Ta chiên xong coi cho con cá, cái thịt cá nó săn lại rồi mình mới bắt đầu là chưng nha các bạn. Phải chiên lên nha các bạn, chứ để như vậy chưng không thì cũng được nhưng mà ăn con cá nó mới ngon, nó mới thơm các bạn ơi. Thành ra giờ mình ướp mình để khoảng 15-20 phút gì đó cho nó thấm xong rồi mình bắt đầu chiên ha. Còn cái này là mình đã sơ chế tàu hũ này ngon lắm các bạn ơi, bịu ngon lắm. Mình mua cái tàu hũ loại cây này mình chưng cá nó ngon hơn cái loại mà miếng vuông vuông các bạn nha. Cho tỏi nó vàng cho nó thơm chút nữa các bạn. Cái này mình chiên sơ thôi cho nó săn cái cá lên đó các bạn, chứ không phải là chiên vàng cái cá chi các bạn ơi. Chiên cho nó săn cái cá lên vậy thôi. Cá này là mình đã ướp muối, tiêu, bột ngọt cho đây sẵn một ít rồi nha các bạn. Một chút mình chỉ ướp thêm dầu hào với nước tương đồ một chút nữa là được rồi các bạn ơi. Để chiên cho nó săn xong một chút rồi ướp vô, ướp dầu hào, nước tương đồ rồi mới bắt đầu chưng. Các bạn ơi, bây giờ cá sau khi mình đã chiên, cái này mình có ướp chút muối, tiêu, bột ngọt rồi mình chiên rồi nè các bạn ha. Chiên cho cái thịt cá nó săn lại một chút vậy đó, chứ không có cần phải vàng. Rồi bây giờ ta bắt đầu để vô, để đầu vô ướp. Ở đây mình có một ít củ hành tây nè các bạn, ra mình cho vào luôn. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn khỏi cho củ hành tây cũng được ha. Quan trọng là cái có cái cần này là được rồi ha. Còn củ hành tây có thì tốt, không có cũng không sao. Đó. Chia tàu hũ đều đều ra cho nó thấm. Có hai cây tàu hũ mà cắt ra nhiều ghê vậy đó các bạn. Nếu mà các bạn nhà ít người thì làm một cây tàu hũ cũng được rồi các bạn ơi. Tại mình thích ăn tàu hũ nó mềm á, mình dễ ăn nó, nên ra mình làm nó nhiều một chút. Cái đầu với cái đuôi của con cá này mình đút trong tủ đông rồi, để có khi ra lấy ra nấu ngót đồ ăn vậy đó. Cái cần này mình để lại sao các bạn ơi. Cái cần này mình để một chút mà cá nó sắp chín rồi đó thì mình hãy bỏ cái cần này vô, mình bỏ sớm quá cái nó vàng cần đó nè. Giờ ở đây mình có một chút muối với một chút bột ngọt, nó chút xíu à, không có nhiều ha, có chút à.
mới cho chút nước tương cho nó cái cá có màu, chút nó ra cái nước cá cái màu nó đẹp nha các bạn. Rồi ở đây mình cũng có dầu hào, thành ra mình sẽ cho vào một ít dầu hào cho cá nó thơm hơn nữa đó các bạn, thơm mà nó đậm đà nữa đó. Chân hơi cái ra nước cá chân ngon. Đó mình chân gì chút cái nó ra cái nước á, cái nó thấm vô trong mấy cái tàu hũ với cà chua đậu ngon lắm các bạn ơi. Ăn cá chẽm này nó bổ luôn các bạn, bổ nhất trong các loại cá đó. Rồi bây giờ mình đi lấy cái nồi đó, mình để cái sửng cá này vô mình hấp. Cá này mình chiên sơ là cũng sắp chín rồi. Rồi giờ mình hấp là chủ yếu cho cà tàu hũ nó thấm nước cá thôi ha, rồi mới bỏ cái cần vô sau. Giờ mình đi hấp cá các bạn ơi, chân cá. Nước cũng sắp sôi rồi các bạn ơi. Giang con đưa xích vô đây coi con. Ở trong này mình có cho một cái này nè các bạn. Đó. Hôm nay mình sử dụng cái nồi này bự á, thành ra mới để dừa cái này vào. Đó, mình có cái này là mình để vô đây là cho nó hạn chế nước đừng có bị tràn vô trong cái cá chân của mình đó các bạn. Rồi bây giờ mình để vô đây ha, bây giờ nóng rồi nha. Đó. Rồi bị gì cái này mình cũng để lửa vừa vừa thôi, đừng mạnh quá nha các bạn. Tại vì cá mình cũng chiên nó chín rồi đó, cũng sắp chín rồi đó, nên ra giờ mình cũng hấp chừng, giờ tính từ lúc nước sôi đi khoảng 15-20 phút là chín rồi các bạn ơi. Chứ các bạn mà hấp lâu quá mấy cái cà này nó nhũng ra hết đó, nó không có ngon nha các bạn. Rồi giờ mình đậy lại đi ha, nước cũng bắt đầu sôi rồi. Chắc chín rồi quá các bạn ơi, sôi rồi. Lên hơi mạnh, chín rồi các bạn ơi. Cà nó cũng mềm rồi, nó ra nước nè. Để mình nêm thử miếng coi. Vừa ăn quá các bạn ơi. Thì giờ ta bỏ cái này vô, rau vô nha các bạn. Cái rau này mình bỏ vô, mình đậy lại chừng 1-2 phút gì là được rồi các bạn ơi. Đó, giờ bỏ vô cho nó thơm. Nếu mà mình để vào sớm quá, nó vàng hết cái rau, nó không có ngon đó các bạn. Thành ra vậy các bạn đậy nắp lại chừng 2 phút là được rồi các bạn ơi. Rồi, mình đậy chừng 2 phút đi ha. Đây, đây trái ớt, đây trái ớt. Mình đã thực hiện xong món cá chân, cá chẽm chân chân với lại tàu hũ non đó các bạn, với lại dầu mè đó các bạn, rất là thơm ngon các bạn ơi. Ở đây để mình cho xịt tí tiêu vào nữa cái là thơm ngon. Rồi. Rất là vừa ăn luôn các bạn ơi. Nãy mình cũng nêm ít ít muối, trong lúc mình chiên mình cũng có ướp muối sẵn, thành ra lúc ấy mình cũng có nêm chút mà. Với lại dầu mè rồi nó đậm đà đó các bạn. Rồi để mình vắt vẻ miếng cá ra thử coi. Ồ, cá ngon quá các bạn ơi. Miếng thịt cá săn lại ngon quá chừng luôn. Này ngon quá các bạn ơi. Cái này là cá chẽm á nha các bạn. Đó, mình chiên xong mình chưng á thì nó sẽ ngon, cá nó săn, cái thịt nó ngon lắm các bạn ơi. Tàu hũ non nè các bạn à. Tàu hũ non nó đã thấm nước cá rồi, nước cà chua rồi vô đó các bạn. Rất là mềm, rất là thơm ngon đó các bạn ơi. Để mình ăn thử miếng này coi. Ngon quá các bạn ơi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Món này là ta ăn với cơm các bạn ơi. Ha. Mình ăn với cơm ha. Với ở đây tôi có cho dĩa nước tương đó các bạn, với chút ớt vô. Ai thích ăn thì mình thích chấm thì chấm thêm chút nữa thì đó các bạn. Chấm nước tương nó ngon nha các bạn, chứ đừng có chấm nước mắm nha các bạn. Vậy là mình đã thực hiện xong món cá chẽm chân tàu hũ non với dầu hào đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những lần sau.